Xin chào cả nhà nha, và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà em có một cái lô tầm khoảng 100 cây cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Thì hoa của cái loại này vừa hoa to, nhiều cánh và hoa rất là đẹp luôn nha. Thì tất cả các cái cây thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Thì cái lô này em có chương trình tri ân khách hàng. Hôm trước thì em bán 200.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển. Nhưng mà hôm nay sẽ tri ân khách hàng với giá là 180.000 thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Bởi vì em đang khai trương một cái cơ sở về cây giống và hoa kiểng, cho nên là tất cả các mặt hàng bên em đều tri ân khách hàng nha cả nhà. Thì mai mốt thì sẽ không có giá 180 nữa, thì em sẽ bán với giá 200. Nhưng mà hôm nay thì có chương trình tri ân khách hàng, cho nên là em giảm giá chỉ còn 180.000 một cặp thôi. Đây là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai Chích Chè Bông, chỉ 180.000 một cặp, giảm giá bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha.